Vuka xác nhận Vuka có bồ chưa? Ủa là hỏi thẳng luôn hả? Cũng có bồ rồi. Hình như lần đầu tôi chia sẻ với bạn trai á, mọi người gài tôi. Vì cái nghi án tình cảm đó hay những cái hành động thân thiết của Vuka với Jin cứ được đẩy thiền mãi thôi. Được đẩy thiền mãi thôi hả? À, thật ra là bây giờ khi mà nghe anh hỏi câu đó thì em mới chợt nhớ ra, chợt nhận ra điều đó á. Chứ đó giờ thì em cũng vô tư không có nhận ra cái điều đó. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà ai đó có tình ý với mình hay là thích mình thì người ta sẽ tự chủ động thôi. Muốn thì sẽ tìm cách được hết á, không có lý do gì hết á. Không có lý do là bạn bị đồn với người này, bị đồn với người kia, cho nên là tôi ngại tôi không đến với bạn. Cho nên là muốn á, nếu mà ai mà có tình ý hay là muốn Vuka thì cứ hỏi thẳng nha. Có bồ chưa? Vuka sẽ trả lời cho rồi mình tính tiếp bước tiếp theo. Nhưng mà giờ câu này hỏi này, Vuka xác nhận Vuka có bồ chưa? Ủa là hỏi thẳng luôn hả? Thôi nếu mà hỏi thì cũng chia sẻ với thiệt lòng với mọi người là Vuka cũng có bồ rồi. Mọi người khán giả nghe Vuka có bồ rồi nha mọi người. Cũng lớn rồi, cũng trên hàng ba rồi. Cho nên là bây giờ cũng đến tuổi yêu rồi. Quá tuổi yêu rồi chứ. Quá tuổi yêu rồi cho nên là có bồ rồi. Thật sự thì bạn trai Vuka thì bây giờ hình như lần đầu tôi chia sẻ với bạn trai á, mọi người gài tôi. Mọi người gài tôi để tôi nói tôi có bạn trai. Nói chung là mình cũng lớn rồi, cũng đâu phải kiểu con gái 18 đôi 10 đâu mà giấu giếm chuyện tình cảm hoặc là yêu rồi bị người nhà ngăn cấm đâu đâu mà mình phải giấu, đúng không? Thì thật ra là Vuka có người yêu rồi và người yêu Vuka thì cũng rất là hiểu, hiểu về cái tính chất công việc cũng như là nói chung là hiểu về mọi mặt. Hình như không có ghen luôn á, không có ghen tuông với bất kỳ ai hết và hiểu là công việc của Vuka là cần phải như vậy như vậy như vậy, cho nên là không có cái sự ghen tuông gì hết. Còn cái chuyện cưới hỏi thì cho xin giữ bí mật nha. Nhưng mà cái này là thay mặt khán giả hỏi nè, biết khán giả cũng rất quan tâm là vậy người yêu của Vuka là làm trong nghệ thuật hay là người ngoài ngành? Nó hỏi người yêu Vuka là ai chứ? Không hỏi câu hỏi đâu, không dám hỏi câu đó đâu. Tự hỏi thẳng như vậy luôn chứ. Không dám hỏi câu đó đâu. Thì Vuka có chia sẻ là Vuka chỉ thích quen người trong ngành thôi. Okay. Không thích quen người ngoài ngành, nhưng mà nếu cuộc đời đưa đẩy thì có đẩy thì mình sẽ đưa. Thì nói chung là hữu duyên dính đâu thì dính. Khi mà Vuka cảm thấy đủ độ, gọi là chín mùi, đủ độ để có thể chia sẻ chuyện tình cảm với mọi người rồi thì mọi người sẽ biết người này là trong ngành hay ngoài ngành. Ví dụ như với Khả Như thì anh Giang nói là cưới đi, anh Giang sẽ đi đám cưới 200 triệu, thì không biết là anh Giang có hay giỡn mấy cái đó với lại Vuka không, có hối thúc Vuka cái chuyện đó? À, cái chuyện mấy chuyện này thì Vuka cũng có nghe và anh Giang có nói trước mặt mọi người có Vuka đó luôn, Vuka cũng chứng kiến. Nhưng mà sao hình như là anh Giang chưa hề nói với Vuka điều này luôn á. Ha. Chưa kêu. Bây giờ mình phải gài đúng không? Chưa kêu mà hình như là trong lòng của anh Giang, tại Vuka hay kêu anh Giang bằng ba, là ba Giang. Tại vì ba anh Giang có một cái nét giống ba của Vuka, cho nên là nhìn kiểu thân thuộc lắm kìa, hay kêu bằng ba lắm. Thì ba cũng, anh Giang cũng hay kêu Vuka là con gái, thì hay xưng cha con với nhau. Nhưng mà anh Giang không bao giờ nói tới chuyện lấy chồng. Hình như là mấy người ai làm ba tôi cũng đều không hối thúc tôi lấy chồng hay sao á. Cảm giác như là Vuka vẫn còn nhỏ, chưa có đến tuổi lấy chồng hay sao. Chưa bao giờ nghe nói, cũng chưa bao giờ treo giải luôn nha. Chưa treo giải, cũng chưa đòi làm MC đám cưới. Nhưng mà nếu Vuka nghĩ là nếu mà Vuka mà có lấy chồng á, chắc là ba Giang cũng đi hầu bao chắc cũng lớn á. Tại vì cũng tình cảm cha con ngoài xã hội mà, cho nên là Vuka nghĩ là cũng lớn á. Thì mình nói vậy thôi, mình để đó, rồi tới lớn hay không lớn thì lúc đó Vuka khoe nha.